Sau phiên tòa này, đôi bạn này sẽ có dịp suy nghĩ lại về công dụng của gạch trong đời sống. Ngày 13 tháng 5 năm 2019, tại phiên sơ thẩm, Tòa án Nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt Trịnh Công Thức, 22 tuổi, mức án 15 tháng tù và Nguyễn Sĩ Hùng, 22 tuổi, mức án 12 tháng tù vì tội chống người thi hành công vụ. Theo cáo trạng, lúc 0 giờ 20 phút ngày 11 tháng 3, Tổ công tác số 1, lực lượng 911 Công an Đà Nẵng đang làm nhiệm vụ tại ngã ba Hàm Nghi, Tô Ngọc Vân thuộc quận Thanh Khê. Lúc này, Thức và Hùng chạy xe máy Yamaha Exciter cầm gạch ném thẳng vào Đại úy Trần Long Thành, cán bộ phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố đang tham gia tổ công tác. Cả hai còn tông thẳng vào xe công vụ rồi bỏ chạy. Tuy nhiên, đôi bạn này đã bị công an khống chế, bắt giữ. Theo hội đồng xét xử, cả hai bị cáo chưa có tiền án tiền sự. Trong đó, Hùng là bộ đội xuất ngũ chưa lâu. Sau khi xem xét các tình tiết, hội đồng xét xử đã tuyên án, đồng thời tịch thu công quỹ phương tiện gây án là xe máy Yamaha Exciter.